tỷ đô la Mỹ cho trung tâm dữ liệu châu Âu, gã khổng lồ Google vừa thông báo đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới nhằm mở rộng trung tâm dữ liệu châu Âu. Thông tin trên vừa được giám đốc điều hành Google Sundar Pichai thông báo trong chuyến thăm Phần Lan. Kế hoạch đầu tư này gồm bổ sung 661 triệu đô la Mỹ cho trung tâm dữ liệu Hamina ở Phần Lan, nâng tổng mức đầu tư cho cơ sở này lên 2,2 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phần Lan Antti Rinne chia sẻ tại cuộc họp báo chung với Google ngày 20 tháng 9, Google đã có một trung tâm dữ liệu tại Hamina hãng đã đầu tư 881 triệu đô la Mỹ cho nơi này, vốn là nhà máy sản xuất giấy cũ. Hồi tháng 5, Google thông báo sẽ đầu tư 661 triệu đô la Mỹ cho một trung tâm dữ liệu mới cũng tại Hamina. Google mua địa điểm trên của nhà máy giấy Stora Enso từ năm 2009. Vị trí này gần biên giới Nga và sử dụng nước biển từ vịnh Phần Lan nhằm giảm thiểu năng lượng sử dụng cho làm mát. Ngoài Phần Lan, Google còn đặt trung tâm dữ liệu châu Âu tại Hà Lan, Ireland và Bỉ.